Hello các bạn, hiện tại mình đang ở Phú Quốc, nhà Phong nhà. Đây này là Phong đây này. Hello. Đấy, hôm nay mình vừa đi tắm rồi. Đây là tắm đi bơi không phải đi tắm. Đấy là đi bơi đúng không? Đi bơi quên. Hôm nay đi ra ba đi ra ba để nhận Phong và vào đấy mình sẽ quay một cái clip. Thằng Phong trẻ trâu và thằng Lâm trẻ trâu chơi BOBG nhé các bạn. Các bạn hãy đón xem ở đây kia kìa, ba mình kìa kìa. Đấy, đây ba mình kìa kìa. Thôi, mình không quay được. Ý. Chưa quá, đang quay. Nói từ nãy rồi. Nó nói rồi. Đi chơi đi. Về đi đâu? Phong cứ đi linh tinh ý nhỉ? Chưa. Ngồi đấy. Đi. Ba mình đang đi đâu vậy? Mình không biết nữa. Ba mình đang đi đâu? Ôi. Đang đi dẫm xuống cái hố. Đang chơi tự nhiên dẫm xuống cái hố. Ta ra trời kia đi. Ra để chơi không? Ra cái chỗ này chơi không? Không biết. Rất là nắng vậy. Cái này nó khá là nắng. Không phải cái quay này nắng lắm. Cho nên là nó không được rõ. Năm Linh các bạn. Nó đang đi về phòng. Xin lỗi các bạn. Quay nóng quá không nhìn thấy rõ được. Bà phòng mình đâu bà? Đang dọn. Một mình là nhà nào? Một đi chín kìa. À thế rồi, sướng. Đi về thôi. 12 giờ là có phòng. Và sẽ vào đấy quay clip. Nhân bún quậy không? Nhân bún quậy á? Bún quậy là bún gì? Bún quậy. Quậy đi khám phá ăn bún quậy không? Ở Phú Quốc không? Nhưng mà sao không Lâm ơi? Này. Con rất là dở, sao lại con lại cứ chơi bật đèn flash để quay ấy nhỉ? Là sao? Thật, con quay lại mà xem. Không biết. Con.